Chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật là tốt lành nha. Mình tên là Phương và hôm nay mình sẽ chia sẻ một số bí quyết của mình để giữ cho nhà mình lúc nào cũng thơm mát, sạch sẽ. Mình rất thích cái cảm giác mà bước vào nhà có một cái mùi thơm thật tự nhiên, dễ chịu. Nó sẽ giúp cho đầu óc mình cảm thấy rất là thư giãn. Sau đây sẽ là những mẹo nhỏ của mình đã từng thử qua và để lại hiệu quả, mình xin chia sẻ với các bạn. Cách đầu tiên mà mình sử dụng sẽ là nến thơm. Nến thơm thì chắc không còn xa lạ đối với mọi người rồi. Vì trời đã vào thu rồi nên mình sẽ chọn nến có mùi táo và bí đỏ. Và để an toàn cho sức khỏe thì mình hay mua những loại nến được làm từ sáp đậu nành hoặc là sáp ong mà có những mùi thơm thật là thoang thoảng, dễ chịu. Cách thứ hai là một cách rất là thú vị, mình sẽ sử dụng nồi nấu chậm cho cái công thức này. Nguyên liệu mà mình sẽ để vào cái nồi nấu chậm này sẽ có lá rosemary, một trái chanh, quế và thảo quả. Đây là cái nồi nấu chậm mà mình sử dụng hôm nay. Mình sẽ bỏ trước tiên là nước, sau đó là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Cuối cùng thì mình sẽ bỏ vào đây vài giọt vanilla. Mình sẽ bật chế độ lửa cao nha các bạn, và nhớ là không đậy nắp. Mình sẽ để những cái khói này thoát ra và bay vào không khí. Nó sẽ làm cho nhà mình thơm một cách rất là tự nhiên. Cách thứ ba là mình sẽ sử dụng máy phun tinh dầu. Đây là một trong những cách làm thơm nhà một cách thật là tự nhiên và được nhiều người sử dụng rộng rãi nhất bây giờ luôn. Xông tinh dầu có tác dụng an thần, thư giãn vì trong tinh dầu có các chất kháng khuẩn, kháng viêm, giúp khử sạch vi khuẩn trong không khí. Vì là mùa thu rồi nên mình sẽ sử dụng 3 loại tinh dầu từ quế, cây thông và cam nha. Thứ tư này á, riêng mình cảm thấy rất hay các bạn ơi. Khi mà học được là mình sẽ sử dụng cái bình Downy này. Bình Downy này là có những hạt mà sử dụng chung với dung dịch xà bông thì giúp cho tăng cường mùi hương cho quần áo các bạn. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bình này để làm bình xịt thơm cho nhà luôn. Rất là đơn giản các bạn ơi. Mình sẽ bỏ những hạt này vào một cái bình xịt và sau đó bỏ thêm nước vào, lắc đều và voila, xong rồi. Các bạn có thể xịt bất cứ chỗ nào giống như là màn cửa, sofa nè. Mùi thơm thoang thoảng của nó sẽ giúp cho sofa và màn cửa của các bạn giống như là mới giặt, rất là tươi mới và rất là sạch sẽ. Đến cách thứ năm, mình sẽ tự làm luôn nước xịt thơm phòng. Trước hết thì mình sẽ đổ dung dịch witch hazel hoặc là alcohol nếu các bạn có. Sau đó thì mình sẽ sử dụng
tinh dầu từ hoa oải hương trộn chung với tinh dầu bưởi. Cuối cùng thì mình cho thêm nước vào và trộn chung là xong. Các bạn có thể xịt cho phòng ngủ nè, bất cứ chỗ nào mà các bạn muốn. Nhưng mà mình xin nhắc các bạn, khi sử dụng đến tinh dầu thì nếu mà nhà các bạn có thú cưng như chó, mèo hoặc là em bé nhỏ dưới 2 tuổi thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng tinh dầu nhiều nha. Cách thứ 6 thì mình sẽ sử dụng đến baking soda nha các bạn. Mình có thể sử dụng thẳng cái hộp này luôn các bạn ơi, nhưng mà để cho đẹp mắt á, thì mình sẽ cho cái dung dịch baking soda này vào một cái jar, rồi á, sau đó để cái miếng vải mà có nhiều lỗ thông lên, đậy lên trên. Sau đó thì mình bỏ vào tủ lạnh. Các bạn biết đó, baking soda có tác dụng là khử mùi hôi tanh từ thực phẩm để trong tủ lạnh á. Cách này thì hơi rườm rà một chút, nhưng mà nhìn vừa có thẩm mỹ vừa giúp cho tủ lạnh mình luôn thơm tho các bạn ha. Thứ 7 này mình xem rất là cần thiết các bạn ơi, đó là chỗ đựng rác của nhà bếp á. Để cho nhà cửa luôn thơm tho thì rác ở nhà bếp mình phải luôn được xử lý và làm mới. Để giảm mùi hôi á, thì các bạn có thể làm như sau. Thì mình sẽ lấy vài cái miếng bông gòn á, các bạn, rồi mình bỏ tinh chất dầu nào mà mình muốn lên á, rồi sau đó dục vào bao rác giống như vậy đó. Nó sẽ giúp cho cái khu này trở nên thơm tho hơn. Cách này còn có thể được thực hiện như sau, đó là các bạn có thể sử dụng một cái chén thủy tinh nhỏ, sau đó bỏ vài miếng bông gòn, sau đó thì bỏ thêm vài giọt tinh chất mà mình mong muốn, sau đó bỏ vào những cái phòng giống như là phòng tắm nè, hoặc là những cái phòng mà các bạn thấy nó có mùi á. Hoặc là các bạn có thể sử dụng tinh dầu cho cái cuộn giấy toilet này. Các bạn có thể bỏ vài giọt tinh dầu vào cái miếng, cái lõi ở bên trong các bạn, cái lõi giấy ở bên trong á, rồi sau đó bỏ lại chỗ cũ. Cách này á, thì mình thấy hay á, là tại vì nó sẽ giúp cho cái toilet của mình á, nó sẽ trở nên thơm hơn. Và khi mà mình sử dụng giấy chẳng hạn, nó sẽ làm cho cái mùi thơm á, mà từ tinh dầu mà trong cuộn giấy á, các bạn tỏa ra. Nhớ like hoặc là subscribe cái channel của mình nha. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye.